Trân trọng kính chào khán giả của VTV Stream, xin mời quý vị theo dõi chương trình từ thủ đô Nguyễn Khanh. Hôm nay là ngày thứ tư 3 tây tháng 11 năm 2022. Xin chào anh Khanh. Dạ vâng, và một lần nữa từ Washington tôi là Nguyễn Văn Khanh cũng xin gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của người Việt TV và gửi lời chào đến bạn Đỗ Dũng. Câu hỏi lớn nhất trong ngày ở tại thủ đô Washington vẫn xoay quanh chuyện cuộc bầu cử giữa kỳ sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 11 tới đây. Tức là chúng ta chỉ còn có 5 ngày, 6 ngày nữa thì cuộc bầu cử sẽ diễn ra, phòng phiếu khắp nơi sẽ mở cửa. Và cái câu hỏi được đặt ra là cuộc bầu cử, cái kết quả sẽ như thế nào? Thưa với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, tôi thấy rằng là rõ ràng là ngay từ những ngày đầu tiên thì người ta bảo là Hạ viện sẽ thuộc về tay của Đảng Cộng Hòa. Ngày hôm nay thì người ta bảo rõ ràng hơn là chắc chắn sẽ thuộc về tay của Đảng Cộng Hòa. Và người ta đang nghĩ rằng là ngay chính Thượng viện cũng vậy. Có lẽ Thượng viện cũng sẽ rời tay của Đảng Dân Chủ để lọt vào tay của Đảng Cộng Hòa. Đó là cái điểm mà người ta nhìn thấy và người ta thảo luận với nhau ở tại thủ đô Washington. Câu hỏi lớn nhất đặt ra trong ngày là nếu mà trong trường hợp Thượng viện và Hạ viện đều thuộc về Đảng Cộng Hòa thì như vậy họ giải quyết tình hình kinh tế và tình hình lạm phát ở nước Mỹ như thế nào? Tôi thấy là hầu như là mọi người đều bảo rằng là Đảng Cộng Hòa muốn nói gì thì nói. Ngay trong giờ phút này Đảng Cộng Hòa chỉ nói những điều mà cử tri muốn nghe. Chứ họ biết rằng là ngay chính họ, những cái điều mà họ trình bày cũng khó có thể thực hiện được. Tôi không rõ rằng là Đảng Cộng Hòa sẽ làm như thế gì trong những ngày sắp đến. Nhưng mà đó là những điểm mà tôi được nghe hồi sáng ngày hôm nay. Cũng xin được thưa cùng với quý vị thính giả và anh Đỗ Dũng. Và bây giờ xin được trở lại California với lại bạn Đỗ Dũng thân yêu của chúng tôi. Trước khi vào cái đề tài chính ngày hôm nay, bởi vì nó cũng liên quan đến chuyện lạm phát chút xíu, tôi muốn hỏi anh Khanh thế này. Bây giờ Đảng Dân Chủ nắm cả tòa ốc Hạ viện và Thượng viện mà vẫn bị lạm phát. Họ không muốn lạm phát nhưng mà họ làm không được. Họ vẫn bị lạm phát, có lỗi ở họ. Thế bây giờ mà Cộng Hòa lấy được Hạ viện và Thượng viện thì liệu họ có giảm lạm phát được không? Cái kịch bản thứ nhất là ba cơ quan chính quyền nắm hết mà không làm được. Vì anh nắm có hai thì anh không thể làm được, đúng không? Anh phải có ba mới làm được. Đó là một kịch bản. Kịch bản thứ hai là gì? Anh nắm được hai, không nắm được ba thì anh chỉ có cản trở. Cản trở cái anh tòa ốc thì lại càng không được nữa. Thì thưa anh, không biết có kịch bản thứ ba hay không? Kịch bản thứ nhất là nắm cả ba nơi đã không làm được. Kịch bản thứ hai là nắm hai nơi lại sao làm sao được, đúng không? Kịch bản thứ ba là anh nắm hai nơi mà anh không làm được á. Không làm được có nghĩa là nó giữ nguyên như hiện tại. Mà nếu mà anh làm ngược lại á thì nó còn tệ hơn hiện tại nữa. Anh nghĩ sao về những cái suy luận đó? Thế là bởi vậy tôi mới nói với anh Đỗ Dũng rằng là dường như là Đảng Cộng Hòa hiện tại bây giờ chỉ nói những điều mà cử tri muốn nghe. Chứ họ biết là chưa chắc họ đã làm được. Cái lý do rất là dễ hiểu. Thưa với anh và thưa cùng với là quý vị khán thính giả. Nếu mà tôi nghĩ rằng là Đảng Cộng Hòa bảo ra lạm phát là bởi nhiều lý do. Cái lý do thứ nhất là ông Biden bơm thêm 1.900 tỷ đô la tiền trợ cấp COVID vào nền kinh tế. Tôi nghĩ rằng là với cái check 1.400 đô la mà gây ảnh hưởng đến nền kinh tế của cả thế giới thì tôi nghĩ cái điểm đó là cái điểm vô lý. Đó là điểm đầu tiên. Cái điểm thứ nhì họ bảo rằng là một trong lý do tại sao lạm phát xảy ra là bởi vì giá xăng tăng cao. Giá xăng tăng cao là bởi vì ông Biden đã quyết định là không có tiếp tục khai thác cái đường ống dẫn dầu. Tôi thấy rằng là cái chuyện đó cũng là cái chuyện buồn cười. Bởi vì cái đường ống dẫn dầu chỉ là một trong 9.001 cái project về dầu khí đã được ký kết, đã được chấp thuận ở tại nước Mỹ. Thành ra là bây giờ bỏ đi một con 9.000 cái kia thì không ai sử dụng cả. Thì câu trả lời của tôi thấy nó cũng là rất là vô lý. Thế ra bây giờ họ bảo rằng là nếu mà họ làm, họ trở lại là họ nắm được quyền thì việc đầu tiên họ tiếp tục cái đường ống dẫn dầu đó. Thưa với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, làm thương mại nó khác làm chính trị. Làm thương mại chỗ nào rẻ thì tôi mua, chỗ nào bán đắt hàng thì tôi mở tiệm. Thành ra là Đảng Cộng Hòa cũng cần phải biết điều đó. Nói một cái khác, họ đang nói những điều mà tôi nghĩ rằng là để làm hài lòng cử tri. Chứ có lẽ là chính họ cũng biết rằng là những cái điều họ đưa ra không có thể thực hiện được ngay trong giờ phút này, thì anh Đỗ Dũng. Mà xin hỏi anh, nói đường ống dẫn dầu nào vậy?
Cái đường ống dẫn dầu từ Canada sang anh đâu giúp à. Dạ vâng. Thưa mà anh phải nói cho rõ là vâng, đường ống dẫn dầu đó chưa có xong. Đúng vậy, chưa xong. Đúng vậy. Và khoan, đây là cái điều mà nhiều cử tri bị mislead này. Vâng. Họ hiểu sai nè. Thứ nhất, đường ống dẫn dầu đó chưa xong. Đúng. Điểm thứ hai là nếu có xong, dầu đó không bán ở Mỹ. Anh có biết chuyện đó không? Đúng. À. Lý do là tại sao? Dầu đó là dẫn đi xuống Houston để mà lọc xong bán cho các nước ở ngoài, không phải bán cho Mỹ. Đó. Lý do là nó không ảnh hưởng gì hết. Vâng. Cái dầu đó là dầu ở Canada. Vâng. Nó gọi là loại dầu đá phiến. Dầu đá phiến. Vâng. Vâng. Dầu đá phiến nhưng mà nó chia ra làm nhiều loại. Cái loại này là loại tệ nhất. Cái loại là tạc xem. Đây là cái loại dầu mà giá rẻ, không ai muốn mua cả. Thành ra là bây giờ chỉ có bán đi nước khác chứ nước Mỹ. Vâng, như vậy thì anh đồng ý với tôi, như vậy thì là cái chuyện đường ống dẫn dầu nó không có giá trị gì trong đây hết. Đúng vậy, đúng vậy. À, mà coi như là cái đó là họ chỉ tạo, ngụy tạo ra câu chuyện để nói thôi. Dạ vâng, đúng. À. Và đừng quên rằng là chúng ta còn 9.000 cái giấy phép khai thác dầu khí ở tại nước Mỹ. Tôi không nói là có ai làm đâu. Vâng. Chỗ nào bán rẻ là họ mua. Có một lần tôi đã thưa với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, tôi bảo rằng là hiện tại bây giờ là chúng ta cấm vận Iran, chúng ta cấm vận Nga, chứ còn nếu mà họ mua được dầu thô của Iran và Nga mà không vi phạm luật pháp là họ mua ngay, bởi vì dầu đó quá rẻ. Mà như vậy thì rẻ, có rẻ là có lời, thay vì là phải khai thác những cái ống dẫn dầu mới, những cái kho dầu mới, túi dầu mới ở tại nước Mỹ. Thưa anh Đỗ Dũng, như vậy là tại vì luật lệ của Mỹ chứ không phải tại cái gì hết. Tại vì thưa anh, nó như thế này, giả sử chúng ta cấm vận không mua dầu của Iran với của Nga, tôi nói ví dụ một ngày là 1 triệu thùng đi, nhưng mà nếu 9.001 cái giấy phép đó mà bơm dầu lên đó, lọc đó, nó tương đương với cái số dầu mà mình cấm vận mình không mua, tôi nói ví dụ cũng một triệu thùng đi, cho dù giá gì không cần biết, giá cao thấp không cần biết, tự nhiên thị trường nó không bị khuyết cái chỗ đó, có đúng không? Thì cái giá nó bình ổn. Nhưng mà điều đó không xảy ra là bởi vì sao? Ông Biden, ông cấp giấy cho người ta khai thác dầu nhiều, rất nhiều hơn cả thời ông Trump đó, nhưng mà các công ty nó không khai thác. Tại vì tới 2 năm mới hết hạn lận. À, chúng tôi chờ khi nào giá cao tôi đưa ông ra. Cái đó là luật của Mỹ không bắt buộc. Là lỗi tại luật Mỹ. Ai biểu chúng ta làm ra luật, chúng ta bầu ra những nhà lập pháp và làm những luật đó, ráng mà chịu. Đúng không? Bây giờ chúng ta hiểu được, không thể giải quyết được. Muốn giải quyết cái đó chúng ta phải xử tử hết 535 vị lập pháp, nhà lập pháp liên bang. Thật là tốt thật. Đổi hoàn toàn mới. Ví dụ bầu ông Khanh với ông Dũng vô là chuyện nó khác liền. Đó, nó thẳng như vậy. Thành ra chuyện đó mình không làm được. Mình không bắn mấy người đó được. Không xử tử được. Đúng không? Rồi mình bỏ nó qua một bên. Nhưng mà chính những điều anh Khanh đang nói ấy, nó làm cho kỹ nghệ dầu hỏa ôm khảm tiền trong thời gian qua. Và tuần vừa rồi, chính Tổng thống Joe Biden đã tuyên chiến với lại những cái gọi là tập đoàn dầu khí này. Ông hăm dọa là nếu mấy anh mà không bơm dầu lên, tôi có thể đánh thuế cái số tiền mấy anh kiếm lời trên xương máu của người khác. Ví dụ, đây, con số có luôn. Cái hãng ExxonMobil không đó, là trong thời gian qua họ lời gần 20 tỷ đô la. Trong cái thớt qua đờ nha, thớt qua đờ không là gần 20 tỷ đô la. Dễ sợ chưa? 10% cao hơn thớt qua đờ của cái quý 3 của năm ngoái. Xin nhắc lại, quý 3 năm nay không là ExxonMobil lượng của người ta 20 tỷ đô la tiền xương máu. Nghe không? Rồi, Chevron lượng vô 11.2 tỷ đô la. Cũng tiền xương máu của bà con luôn. Còn bên ngoài đó, dạ thưa, Shell của Hòa Lan với Total của Anh không, là coi như họ đất gấp đôi cái tiền lời, họ gấp năm nay gấp đôi cái tiền lời năm ngoái. Năm hãng dầu lớn của thế giới không đó, trong cái quý 2, năm hãng dầu này không lời 50 tỷ đô la. Trung bình một hãng lời 10 tỷ đô la. Thưa anh, tiền của tôi của anh vô mấy ông này mà mấy ông không làm gì hết. Ông chỉ có làm cái chuyện là ông bóp lại thôi. Cái ông đang lấy ông buông cái tay ra đó, thì dầu hỏa nó lên đều đều đó. Ông bóp lại. À,
càng giá càng tăng, càng bóp lại, ông nhỏ giọt ra, ông Lượng coi như là 50 tỷ đô la, năm hãng lớn nhất của thế giới. Thưa anh, cái hăm dọa của ông Biden đánh thuế thì số tiền này có được hay không? Vì sao? Câu trả lời của tôi là tôi không nghĩ là ông Biden có thể làm được cái điều đó. Anh đừng nói không nghĩ, tôi hỏi anh yes or no được hay không? Và vì sao? Câu trả lời là no. Rồi, vì sao? Xin mời anh. Lý do là bởi vì như thế này. Thưa với anh là ở Hoa Kỳ, anh bảo là cái luật lệ của Hoa Kỳ. Luật lệ của Hoa Kỳ là bảo vệ những người tiêu thụ và bảo vệ ngay cả những công ty sản xuất. Người tiêu thụ là phải nhờ vào công ty sản xuất. Công ty sản xuất là họ làm. Mà bây giờ họ không có lấy một cái lý do gì để mà người ta buộc tội họ rằng là bởi vì các ông lời nhiều quá rằng là các ông phải lánh cái búa. Câu trả lời của tôi là nước Mỹ là tư bản họ không làm như vậy. Đó là điểm đầu tiên. Điểm thứ nhì là tôi thấy là ông Biden cũng nói chuyện để nói để cho hài lòng cử tri. Là tức là chúng ta những anh nào giàu, những anh nào có nhiều tiền là chúng ta đánh thuế, tăng thuế vào họ. Nhưng mà anh Đỗ Dũng phải để ý thấy là như thế này. Cái chuyện mà đánh thuế đại công ty, đánh thuế nhà giàu là cái câu chuyện nói cả 100 năm nay rồi chứ không phải là mới nói ngày hôm qua. Thành ra là bởi như thế, anh Đỗ Dũng thấy có đã làm được cái gì không? Câu trả lời của tôi là không. Mà nên nhớ rằng là đảng Dân Chủ là cái đảng hay nói đến cái chuyện đó nhiều nhất. Cứ mỗi lần tổng thống nào lên là bảo là đánh thuế nhà giàu, đánh thuế đại công ty. Nhưng mà thưa với anh, cuối tuần cùng thì sẽ không có đi đến đâu cả. Ông Biden ông đâu có quyền đánh thuế. Đánh thuế là ông phải qua quốc hội. Quốc hội mới quyết định cái mức thuế chứ không phải là tổng thống Hoa Kỳ. Thành ra ông, nếu mà kể cả trường hợp ông còn nắm cả thượng viện đến hạ viện thì tôi phải thưa thật với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán giả, tôi thấy là ông cũng không có đủ sức ông để mà ông có đủ điều kiện để mà ông có thể làm được cái điều mà ông mong muốn, tức là đánh thuế vào nhà giàu, đánh thuế đại công ty. Câu trả lời của tôi là chữ no, no way, no way Jose. Đi vào chi tiết, anh nói đúng nhưng mà chưa đủ chi tiết. Đúng là đánh thuế là do quốc hội và tổng thống ký, và tổng thống có quyền đề nghị. Và anh biết đảng Dân Chủ luôn luôn muốn đóng thuế nhà giàu, cho dù anh nắm cả hai viện, thượng viện và hạ viện, vẫn đánh không được. Là bởi vì bên thượng viện anh có filibuster, và hầu hết những vụ chống đánh thuế là đều lá phiếu của đảng Cộng Hòa chống thuế. Anh công nhận tôi không? Đúng. À, thế thì bây giờ thưa anh, nếu đi sâu vào ở đây thì sao? Đảng Cộng Hòa có phải là không muốn đánh thuế những người giàu đâu, như vậy là người nghèo vẫn bị bóc lột? Anh nghĩ sao chuyện đó? Anh nói rất đúng là ông Tổng thống không làm được, nhưng mà anh phải nói đúng hơn nữa. Anh không thể nói có nửa chừng. Bây giờ tôi hỏi luôn anh, có phải đúng không? Hầu hết những cái lá phiếu bị kẹt ở Thượng viện, bị filibuster ở Thượng viện là đều do bên Cộng Hòa, mỗi khi mà nói đánh thuế. Trong khi năm cái công ty này lượm trong túi của người ta 50 tỷ đô la một cách mà theo ông Biden gọi là bất hợp pháp, trên xương máu người ta. Anh nghĩ sao về chuyện này? Có cần bên Cộng Hòa phải cùng với người dân hay không, hay là cứ bảo vệ các quyền lợi các công ty các anh? Tôi nghĩ là bên Cộng Hòa họ cũng có cái lý do để họ bảo vệ quyền lợi của các công ty. Không, tôi không hỏi lý do, tôi hỏi là có đúng hay không, có đúng hay không đã. Rồi anh nói lý do. Câu trả lời của tôi là đúng, anh Đỗ Dũng nói cái điểm đó đúng, nhưng mà anh Đỗ Dũng phải cho tôi có cái hiểu, vâng. Vâng, bên Cộng Hòa thì đương nhiên là họ thường hay, Cộng Hòa là họ chủ trương của họ gọi là pro-business, tức là ủng hộ giới tư bản. Thành ra là bởi như vậy, cái chủ trương của khi nào lên thì anh Đỗ Dũng cũng thấy là họ làm những cái điều mà phía bên Dân Chủ phản đối. Khi mà Dân Chủ lên thì làm những cái điều mà Đảng Cộng Hòa phản đối. Đó là cái chuyện của lưỡng đảng, không nói đến cái chuyện đó nữa. Chỉ biết một điểm là như thế này, thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, ngay cả chuyện Đảng Cộng Hòa là muốn hỗ trợ cho bên đảng, cho người giàu, hỗ trợ cho các đại công ty vân vân và vân vân, họ cũng vẫn cần lá phiếu của bên Đảng Dân Chủ, chứ không phải một mình lá phiếu của họ sẽ làm được những gì mà họ muốn làm. Thành ra là bởi như thế, nếu mà anh Đỗ Dũng trách bên Đảng Cộng Hòa thì cũng nên không, trách. Tôi không có trách, tôi không có trách, tôi chỉ nói cái sự kiện thôi, tôi không có trách. Vâng, thưa anh, nếu mà anh nói hai cái sự kiện như vậy thì tôi nghĩ rằng là đã đến lúc hai bên phải ngồi lại với nhau và họ nên thảo luận với nhau một cách nghiêm chỉnh hơn về những cái vấn đề liên quan đến quốc gia, trong đó các chuyện lạm phát, vấn đề kinh tế, vấn đề giá dầu, vấn đề thuế má, vân vân và vân vân. Chứ còn hiện tại bây giờ thì tôi thấy là cả hai phía nào cũng nói và nói lấy được, phía nào cũng nói là chỉ để làm hài lòng cử tri mà thôi, chứ tôi thấy rốt cuộc sao cũng chẳng đi đến đâu cả. Thưa anh Đỗ Dũng,
Nói vậy thì nói làm gì nữa? Tất cả không phải chỉ ở Cộng hòa Dân chủ, mọi chính trị gia trên thế giới này họ đều nói những người đều người dân muốn nghe. Đó là chuyện đương nhiên, chúng ta hiểu, không bàn cãi. Lạm phát này các thứ chúng ta không nói, ở đây chúng ta nói hôm nay chỉ giá dầu mà thôi. Ông tổng thống tuyên chiến với cái ký nghệ dầu. Và anh thấy con số tôi đã đưa ra rõ ràng. Điều anh nói tôi hoàn toàn đồng ý. Bên Dân chủ lúc nào cũng muốn lo cho người dân, nhưng mà như vậy nó sẽ cản trở công việc kinh doanh của bên gọi là các nhà tư bản. Bên Cộng hòa bảo không, không được làm như vậy, làm như vậy thì họ không phát triển, nước giới Mỹ cũng không giàu. Hai bên đều có lý của họ cả, mình không tranh cãi. Mình chỉ nói vấn đề hiện nay nè. Chỉ vì bịt cái ống dầu lại mà anh kiếm 50 tỷ đô la. Dân bây giờ e cổ đóng tiền cho mấy anh, trong đó cả ông Nguyễn Văn Khanh và ông Đỗ Dũng, trừ khi ông Khanh có cháu, con cháu trở đi, con cháu vẫn phải trả tiền như thường. Mình nói cái chuyện thôi. Thế bây giờ để giảm cái giá dầu này, người ta thấy nó vô lý cái chỗ là tôi cấp cho anh giấy để anh bơm dầu nhưng anh không bơm. Vì lý do là luật của Mỹ nó có kẽ hở, nó không bắt anh phải bơm. Nếu luật bảo là ê anh phải bơm liền, nó khác, lại bảo anh được bơm trong vòng 2 năm, anh cứ kéo dài 2 năm đó. Thế bây giờ Quốc hội và Tổng thống nếu là người có trách nhiệm, nếu Dân chủ có trách nhiệm, nó Cộng hòa trách nhiệm, có nên chăng đánh thuế vào cái này để mà bắt họ phải, nghĩa là đưa cái tiền ra đây. Anh biết là bên Anh không? Bên Anh Lê đó, tổ tiên nước Mỹ đó, hồi tháng 7 người ta thông qua cái thuế, cái luật đó, lấy 25% cái tiền mà của các công ty dầu hỏa kiếm lời trong cái thời gian này để tài trợ lại cho người dân. Ví dụ như California, ông Gavin Newsom lấy tiền dư từ tiền thuế các bạn, cho một gia đình mà gọi là thu nhập trung bình 1.050 đô la. Anh thấy không? Tại sao California làm được, tại sao nước Mỹ không làm được? Câu hỏi chót cho anh. Chúng ta phải đi thẳng vào vấn đề, nói cốt lõi vấn đề ở đây. Có nên làm hay không? Xin mời anh. Câu trả lời của tôi là chắc chắn là có nên làm. Tại sao lại không nên làm? Cái điểm đó là đương nhiên. Thế thì tại sao bên Cộng hòa không chịu làm cái này, hỗ trợ cho Biden? Kinh tế của quốc gia có lợi, cho lợi cho người dân là cái việc đương nhiên làm. Nhưng mà lúc nãy đã thưa với anh Đỗ Súng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, câu chuyện nó không dễ dàng như là chúng ta nghĩ. Câu chuyện nó không phải là cái câu chuyện là thôi thấy cái điều đó là hay là làm, thế là cùng nhau bắt tay nhau mà làm. Họ không nhìn như vậy. Anh Đỗ Dũng phải biết rằng là khi mà ở trong cái chính trường thì những cái gì hay, kể cả những cái gì hay của Đảng Dân chủ là Đảng Cộng hòa lên tiếng phản đối, kể cả những gì hay của Đảng Cộng hòa là Đảng Dân chủ sẽ lên tiếng phản đối. Tôi còn nhớ là một vị thượng nghị sĩ có một lần nói với tôi, ông bảo rằng là đừng quên là khi mà chúng ta có lưỡng đảng là bên này sẽ chỉ trích bên kia và kéo dài cái thời gian chỉ trích, càng kéo dài càng lâu càng tốt. Thành ra là bởi như thế, thưa anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, anh Đỗ Dũng hỏi tôi là cái này có hay không? Câu trả lời của tôi là hay, nhưng mà quyết định không nằm ở tôi hay là quyết định không nằm ở anh Đỗ Dũng. Quyết định nằm ở 50 ông thượng nghị sĩ, ông bà thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa và 50 ông bà thượng nghị sĩ của Đảng Dân chủ. Và ít nhất là cho đến giờ phút này tôi thấy rằng là cái chuyện mà lạm phát, bất kể một chuyện nào đi chăng nữa thì là cái họ khó để mà có thể ngồi lại, họ khó để mà nói chuyện với nhau. Thành ra rốt cuộc sau ai cũng bảo rằng là họ khi họ ra tranh cử thì họ kêu gọi mọi người là phải vượt qua cái đảng phái để mà phục vụ người dân. Nhưng mà đến khi mà họ vào, họ ngồi ở cái ghế thượng nghị sĩ hay là cái ghế dân biểu thì tôi thấy rõ ràng cái đảng phái nó quan trọng hơn là cái phục vụ người dân. Đó là cái nhìn của tôi. Thành ra là bởi như vậy thì anh Đỗ Dũng thấy thì hay, nói thì hay, nhưng làm thì không có dễ. Đó là cái nhìn của tôi thưa anh Đỗ Dũng. Thưa anh Khanh, chuyện là chúng ta biết. Chúng ta biết, vâng, tôi chuyện biết. Là không có gì mới hết. Bây giờ tôi đang chỉ hỏi anh là, tôi đang hỏi bây giờ trong tình trạng như thế này, tôi đang hỏi anh đơn giản, tôi hỏi lại một lần nữa, tại sao bên Anh người ta làm được, tại sao California làm được mà liên bang không làm? Chuyện dầu này không được, không có chuyện khác. Chúng ta không nói chuyện khác, chúng ta chỉ nói trong 50 tỷ đô la này nè, anh chỉ cần đánh thuế, thấy không? Anh lấy trong đó, tôi nói ví dụ lấy 20 tỷ thôi, cho lại người dân. Tại sao không làm chuyện đó? Rất đơn giản thôi. Thế chưa? Tại sao bây giờ ông Biden ông hâm làm chuyện đó mà anh bảo làm không được bởi vì ông Cộng hòa sẽ chống? Tại sao chống cái chuyện này? Đó, tôi đang muốn hỏi cái chuyện đó thôi. Chuyện này only, không nói chuyện khác. Chuyện khác chúng ta biết hết. Bởi vì Dân chủ mà không chống Cộng hòa, Dân chủ tắt thở. Cộng hòa không chống Dân chủ, Cộng hòa tắt thở luôn. Loại trừ hết mọi chuyện là mình nói chuyện này only.
chuyện mà quốc gia đang chú ý. Đó, tôi chỉ muốn hỏi câu chuyện đó thôi. Cơ anh Đỗ Dũng, anh Đỗ Dũng dùng một cái chữ rất là hay là cái chữ tắt thở. À. Hai, cả hai phía họ muốn tắt thở, thật ra họ không đụng đến cái chuyện này. Tức là bây giờ xăng dầu cũng thua luôn. Xăng dầu cũng thua luôn. Câu trả lời là thua. Thế ra lúc nãy anh Đỗ Dũng bảo rằng là cái chuyện này là cái chuyện rất là đơn giản. Đơn giản với anh Đỗ Dũng nhưng mà không đơn giản với lại chính trường ở tại thủ đô Washington. Đó, anh đừng có nghĩ là như vậy. Tôi ủng hộ cái ý kiến của ông Biden. Tức là bây giờ là các công ty xăng dầu, tức là ăn trên ngồi chóc, như vậy là bắt buộc là phải lấy tiền thuế, lấy tiền lời của họ, đánh thuế trên tiền lời của họ và chia cái mức tiền này, tiền thuế đó cho người dân. Đó là một cái giải pháp thật là hay, nhưng mà cái giải pháp nó nói thì dễ nhưng mà làm thì không được. Rất tiếc là làm không được. Thành ra là sorry anh Đỗ Dũng, không có một câu trả lời nào hơn là anh Đỗ Dũng bảo đơn giản nhưng mà chuyện nó rất là rắc rối. Rất đơn giản, tôi nói thiệt với anh á, tôi mà có quyền á. Và rất rắc rối ở tại tôi đưa hết không anh nghe nè. Tất cả những ông đó về California làm việc, tôi đưa mấy ông California và một số nhà lập pháp bên Anh qua làm việc ở Washington DC. Họ sẽ giải quyết được vấn là đề. Là xong. Thấy chưa? Anh thấy chưa? Như vậy là chính quyền của anh á, cái chỗ mà anh ở gần đó là làm việc không bằng bên tôi bên này, anh thấy chưa? Anh thấy chưa? Chúng tôi là cho một người 1000, một gia đình 1.500 đô la. Để mà tài trợ đổ xăng được chứ, quá ngon. Cảm ơn anh Khai rất nhiều và cảm ơn quý giả theo dõi chương trình hôm nay. Chúng tôi xin hẹn gặp lại ngày mai. Dạ vâng, xin được cảm ơn anh Đỗ Dũng và cũng xin cảm ơn quý vị khán thính giả. Thưa với anh Đỗ Dũng một điều, chuyện đôi khi nó không đơn giản. tôi biết, chứ sao không biết. Thật ra là như vậy. Tôi biết, nhưng mà không phải không đơn giản, không có nghĩa là không làm được. Tôi xin nhắc lại với anh, California làm được, nước Anh làm được. Đúng. Một đôi khi là nó không đơn giản, thì anh Đỗ Dũng bảo là không đơn giản không có nghĩa là chúng ta không làm được. Đúng rồi. Tôi thấy là không đơn giản một đôi khi có nghĩa là chúng ta đi vào bế tắc. Và một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh, tương trình đặc biệt cho Người Việt TV.